Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với buổi chia sẻ tiếp theo về chủ đề Data Storytelling Và trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về một cái công thức rất là đặc biệt của nhà triết gia Hy Lạp Ariston có tên gọi là tam giác hùng biện Ariston và với cái tam giác hùng biện này sẽ giúp cho các anh chị có thể trình bày thuyết phục hơn gia tăng độ ảnh hưởng và tác động của mình đối với các ý tưởng mà các anh chị dự định chia sẻ nhé Thu thường hay sử dụng công thức này trong các buổi chia sẻ về kỹ năng trình bày thuyết phục. Và Thu thấy là đây là một cái công thức có thể nói là bất biến theo thời gian. Vì các anh chị cũng biết là tam giác hùng biện Aristotle thì đã được tạo ra cách đây hơn 2.000 năm rồi. Nhưng mà đến bây giờ người ta vẫn ứng dụng nó trong rất là nhiều những cái ngành nghề khác nhau như là truyền thông, như là bán hàng, như là thuyết trình. Và ngày hôm nay khi chúng ta muốn cái data của mình là cái dữ liệu của mình được trình bày thuyết phục hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng công thức này. Ba yếu tố trong tam giác hùng biện Aristotle có thể kể đến là một là ethos là tính tin cậy, hai là pathos là tính xúc cảm và số 3 là logos là tính lý luận. Bây giờ chúng ta bàn về yếu tố quan trọng đầu tiên là ethos là tính tin cậy nha các anh chị cũng biết là một cái người thuyết trình mà có thể làm cho cái bài của mình tin cậy hơn thì thông thường là sẽ dựa trên hai điều một là tin cậy về bản thân của người nói và hai là tin cậy về thông tin mà người đó nói cái cách mà người đó xuất hiện cái cách người đó ăn mặc cái kinh nghiệm cái kỹ năng bằng cấp của người đó sẽ làm cho khán giả cảm giác tin tưởng họ hơn đối với cái thông tin của họ thì họ lấy từ cái nguồn nào, cái nguồn đó có được à, tin cậy hay không, có những cái bằng chứng, có những cái nghiên cứu khoa học có đáng tin cậy hay không. Và khi bản thân người nói và thông tin người nói đều tin cậy thì chúng ta có thể làm cho khán giả tin mình hơn. Và khi khán giả tin mình thì sao ạ? Thì họ dễ bị chúng ta thuyết phục hơn, họ sẽ dễ hành động và họ sẽ dễ thay đổi hơn. Đó là yếu tố ethos. Yếu tố thứ hai chúng ta sẽ bàn tới đó chính là logos là tính lý luận. Và như các anh chị cũng biết là tính lý luận được áp dụng khá là rộng rãi và phổ biến. Thu quan sát thấy trong nhiều doanh nghiệp này, chúng ta đều đưa vào những con số trong bài trình bày của mình. Chúng ta đưa ra những cái bài khảo sát, những cái bài báo cáo thì đó chính là tính lý luận đó cả nhà. Cái cách mà chúng ta tác động vào lý trí của người nghe bằng việc là đưa dữ liệu, đưa con số, đưa những báo cáo, đưa những cái bằng chứng, chúng ta làm cho thông tin của mình đáng tin cậy hơn. Ngoài ra, một cái kỹ thuật nữa chúng ta có thể vận dụng, đó là chúng ta sẽ cấu trúc cái bài nói của mình sao cho rõ ràng, sao cho mạch lạc. Cái sự rõ ràng mạch lạc đó nó sẽ đánh vào tư duy lý trí của người nghe, làm cho họ cảm thấy rất là dễ hiểu, rất là dễ quan sát và mọi thứ rất là logic thì đó chính là yếu tố logos tính lý luận. Rồi yếu tố thứ ba rất rất quan trọng trong thời đại hiện nay đó chính là pathos là tính xúc cảm là đánh vào cảm xúc của người nghe. Chúng ta thấy là hiện nay rất là nhiều ý tưởng hoặc là những cái chiến dịch marketing bán hàng, họ đưa ra những cái đoạn video rất là xúc động, thậm chí là họ vẽ ra những cái câu chuyện, họ viết nên những cái bức tranh và làm cho chúng ta cảm giác là chúng ta kết nối một cách rất là kỳ lạ với cái thông tin đó chúng ta nhớ cái thông điệp đó nhớ hoài luôn cái cách đó nó giống như là chúng ta xem một bộ phim hoặc là nghe một câu chuyện có thể sau vài năm chúng ta vẫn còn nhớ đến cái thương hiệu hoặc là đến cái sản phẩm đó thì pathos là một cái kỹ thuật mà ngày hôm nay người ta đang hướng đến rất là nhiều thì đối với cái phương pháp là data storytelling là nghệ thuật kể chuyện bằng con số thì người ta đang tìm cách làm cho con số bớt khô khan hơn đưa vào đó những cảm xúc lồng ghép vào đó những câu chuyện thậm chí là biến nguyên cái con số đó thành một cái câu chuyện kết nối gợi cảm xúc cho khán giả đó là cái kỹ thuật cao hơn để giúp chúng ta gia tăng cái sự tác động đối với khán giả của mình thì tôi hy vọng là với cái công thức tam giác hùng biện aristotle sẽ cho các anh chị một cái góc nhìn mới hơn và tổng quan hơn để các anh chị áp dụng vào trong cái bài thuyết trình sắp tới của mình nhé ba yếu tố logos tính lý luận ethos tính tin cậy và pathos tính xúc cảm kết hợp cả ba chúng ta sẽ tạo ra một cái bài trình bày thuyết phục và truyền cảm hứng hơn. Và hy vọng là buổi chia sẻ ngày hôm nay hữu ích đối với cả nhà và Thu sẽ hẹn gặp lại cả nhà trong những buổi chia sẻ tiếp theo cũng liên quan đến chủ đề data storytelling, nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu. Trong tháng 5 này Thu cũng sẽ có 2 buổi chia sẻ webinar online miễn phí cho tất cả các anh chị về chủ đề là data storytelling. Các anh chị cũng có thể tìm hiểu ở link bên dưới và đăng ký tham gia nhé. Hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi chia sẻ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.